Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hơn 10 cầu thủ Thái Lan đem đến giải tập huấn LP Bank Cup 2024 đều dưới 23 tuổi và phần lớn họ đều đã chơi ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, thậm chí là còn chơi rất hay. Bất kể để cho chủ nhà vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Tiến Linh thì những người trẻ Thái Lan vẫn bình tĩnh, kiểm soát và triển khai bóng để lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1 đó đều là những pha lên bóng rất bài bản, sắc nét và chuẩn xác của Thái Lan. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam một lần nữa cho thấy rất nhiều kẽ hở và sai sót. Bàn thua đầu tiên là một tình huống dứt điểm cột hai, hết như là môn phút san hay là sân bảy sau một pha chuyền bóng bằng đầu, rồi đến bàn thua thứ hai ở trong hiệp 1 là một cú liên hoàn cước của trung phong đeo áo số 9. Việc chống tình huống bóng cố định ở bàn thua đầu tiên của chúng ta là quá kém, từ bóng 1 cho đến bóng 2. Còn bàn thua thứ hai, biên trái của Hồng Duy không bịt trước tình huống đá phạt và cặp trung vệ Thành Trung và Thanh Bình đã không kịp bọc lót cho nhau. Trận này Quế Ngọc Hải đã lệch phải và có pha đá phạt nhanh giúp cho Tiến Linh mở điểm. Hải Quế rõ ràng vẫn là sự khác biệt về cơ bản đá với ba trung vệ răng ngang đã trở thành thói quen của các đội tuyển việt nam dưới thời huấn luyện viên park hang seo nhưng đấy là khi hai biên ông park sở hữu trong tay những cầu thủ chạy cánh công thủ toàn diện trái thì có văn hậu phải thì có trọng hoàng và sau này là hồ tấn tài hiện tại thì bóng đá việt nam không có những mẫu hậu vệ cánh như thế cho nên hệ thống phòng ngự ngay lập tức gặp vấn đề khi mà đối phương tấn công ở thời điểm mà hùng dũng cũng không còn sung sức nữa nhắc lại giải giao hữu M150 cúp ở Buriram cuối năm 2017, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan để giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Đó là một giải đấu tuyệt vời của Công Phượng và các đồng đội và chính anh cũng đã là vua phá lưới với 4 bàn thắng. Giải đấu trên đất Thái khi ấy cũng đã mở ra một chương tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo. Không lâu sau giải M150 Cup, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở Thường Châu hồi tháng 1 năm 2018 với Thái Lan ở giải đấu LP Bank Cup 2024 lần này, có vẻ như là họ đã trả lại xong phẳng món nợ 7 năm về trước, đồng thời chứng minh sự vươn lên mạnh mẽ, thậm chí là vượt trội so với Việt Nam. 7 năm trước, chúng ta lần đầu tiên thắng Thái Lan kể từ sau SEA Games 2013, để rồi tiếp tục vượt họ ở hệ thống giải đấu khu vực thêm gần 5 năm, giờ là lúc mà chúng ta phải chịu cảm giác ấy. Hiệp 2, Thái Lan đã chủ động lùi sâu và nhường sàn diễn cũng như là thời lượng kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Đó là cơ hội và đồng thời cũng là thách thức cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và kết quả là gì? Chiến thắng 2-1 Trung cuộc vẫn được họ bảo toàn. Những cú đấm vào bị bông, một lần nữa hàng công của đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự lúng túng, thiếu đi các phương án tiếp cận cổ môn đối phương và dẫn đến bế tắc. Thống kê cho thấy hơn 75% tỷ lệ các bàn thắng đến từ các miếng đánh giãn biên, số còn lại từ đánh trung lộ hoặc là các tình huống bóng cố định. Tất cả các khả năng này chúng ta đều chưa đạt. Đã để cho Indonesia vượt qua 3 lần ở trong 2 năm, giờ đến việc bị Thái Lan bỏ lại, chúng ta đã thực sự dưới cơ những người láng giềng. Thế nên là thôi, đừng hão huyền nữa, hãy làm lại, chưa bao giờ là muộn cả. Tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan thêm một lần nữa cho thấy vấn đề không đơn giản chỉ là do các nhà cầm quân như là huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Kim Sang-sik hay là huấn luyện viên Mura. Đó phải là thất bại của Cameroon bóng đá và chúng ta đã và đang thua kém Thái Lan về cách làm lẫn triết lý. Vì không phải tính riêng trận thua tối hôm qua mà tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng Thái Lan ở tại sân Mỹ Đình và thành tích đối đầu kém xa so với đối thủ theo kiểu đúng như là gặp là thua. Vậy thì lý do gì khiến cho đội tuyển Việt Nam chưa thể vượt qua được Thái Lan? Sau khi huấn luyện viên Philippe Troussier chia tay, bóng đá Việt Nam đã quay trở lại với phương án chọn một nhà cầm quân người Hàn Quốc là huấn luyện viên Kim Sang-sik. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở lại với triết lý phòng ngự phản công. Không khó để nhận thấy, triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik và huấn luyện viên Philip Troussier là đối nghịch với nhau. Đây cũng là một điều quan trọng để nói về bóng đá Việt Nam. Trong 10 năm qua, đội tuyển Việt Nam chọn huấn luyện viên theo kiểu đối nghịch về triết lý huấn luyện viên miura đã xây dựng lối chơi phòng ngự phản công người thay thế là huấn luyện viên nguyễn hữu thắng đã làm ngược lại với bóng đá tấn công dựa trên nền tảng là lứa công phượng của hoàng anh gia lai huấn luyện viên park hang seo thay thế cho huấn luyện viên hữu thắng thì lựa chọn triết lý phòng ngự phản công ông truze người pháp thay cho huấn luyện viên park hang seo với triết lý kiểm soát bóng và tấn công và bây giờ thì huấn luyện viên kim sang sik thay cho ông philip truze lại quay về với cách chơi thời huấn luyện viên park hang seo Nhìn từ vòng tròn đối nghịch về triết lý của các huấn luyện viên trong 10 năm qua, thật sự là rất khó để nhận ra diện mạo đặc trưng của đội tuyển Việt Nam là gì. Bởi lựa chọn huấn luyện viên không có sự tương đồng về triết lý mà gần như là giao cả đội tuyển cho huấn luyện viên quyết định là sẽ chơi như thế nào, rồi người mới đến lại được toàn quyền để làm mới toàn bộ. Điển hình là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra thành công trong 5 năm với lối chơi phòng ngự phản công thì chọn huấn luyện viên Philippe Troussier thay thế. Nhà cầm quân người Pháp đã bỏ qua thành quả và triết lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, rồi gạt bỏ rất nhiều cầu thủ giỏi để xây mới. Đây là một quyết định sai lầm trong việc chọn huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam và kết quả thực tế cũng đã chứng minh. Chuyện không tương đồng triết lý còn diễn ra cả ở cấp độ trẻ là U23 Việt Nam. Ví dụ như là huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam, nhưng có thời điểm trung lịch thì lại chọn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cầm quân ở ASEAN hay giải U23 Đông Nam Á. Ai cũng biết là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có triết lý phòng ngự phản công, mà huấn luyện viên Philip Troussier thì lại xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và tấn công. Họ đối nghịch nhau về triết lý, sự đồng bộ rõ ràng là không có. Nhìn sang Thái Lan, sự khác biệt lớn so với bóng đá Việt Nam là triết lý bóng đá và tính đồng bộ. Đội tuyển Thái Lan luôn được nhận diện với lối chơi kiểm soát, tính gắn kết cao, ban bật để tìm ra sơ hở của đối thủ dựa trên nền tảng kỹ thuật của các cầu thủ. Sự nhận diện càng lớn kể từ lúc huấn luyện viên Kiatisak lên dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan. Từ các đội trẻ của Thái Lan cho đến đội tuyển quốc gia đều nhất quán một lối chơi tương đồng. Triết lý bóng đá quyết định thành công của đội tuyển Thái Lan được phản ánh rất rõ ràng từ sai lầm sau khi thay huấn luyện viên Kiatisak bằng huấn luyện viên Milovan Rajevac người Serbia. Triết lý của một huấn luyện viên châu Âu khiến cho bóng đá Thái Lan sa sút và mất vị thế ở khu vực, dù rằng họ đang có lứa Terrasin Dangda, Therathon Munmahan hay Chanathip Songkrasin là rất giỏi và bước vào độ chín của sự nghiệp. Thành công trở lại khi mà liên đoàn bóng đá Thái Lan chọn huấn luyện viên Alexander Polking, huấn luyện viên có triết lý tương đồng với Kiatisak. Xem màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan vào tối ngày mùng 10 tháng 9 ở trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên người Nhật Bản Masatara Ishi đã phát huy được chiết lý đặc trưng của đội tuyển Thái Lan. Voi chiến sử dụng nhiều gương mặt mới nhưng kiểm soát tốt trận đấu, lối chơi gắn kết và biến hóa. Điều quan trọng là huấn luyện viên Masatara Ishii còn nâng cấp đội tuyển Thái Lan khi mà cải thiện về sức mạnh, không ngại va chạm và hạn chế sai sót trong việc tổ chức phòng chống phản công. Ở cấp độ trẻ, bóng đá Thái Lan đẩy mạnh việc tương đồng về triết lý khi mà Madam Pang đã bổ nhiệm huấn luyện viên người Nhật Nishigaya dẫn dắt U23 Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 2025. Việc này được thực hiện sau khi Madam Pang bàn bạc với huấn luyện viên Masatara Ishii. Có thể thấy rằng người Thái đang học Nhật Bản để phát triển bóng đá. Từ triết lý đến cách làm bóng đá của Thái Lan đã được thể hiện khá dễ hình dung như trên. Vậy thì bóng đá Việt Nam có triết lý là gì? Cách làm và phát triển bóng đá như thế nào? Vậy nên, tuyển Việt Nam thua Thái Lan không thể với lý do cũ là huấn luyện viên chưa giỏi, lối chơi tệ. Đây là thất bại có tính hệ thống khi không phải bây giờ mới thua đội tuyển Thái Lan mà 16 năm qua thì Việt Nam cũng chưa thắng được Thái Lan ở một giải đấu chính thức. Đấy là chưa kể đến đối thủ đáng gờm nữa là Indonesia, đội bóng đang mạnh lên từng ngày và thậm chí là vừa gây chấn động châu Á bằng việc tiếp tục giành điểm từ ông lớn Australia ở tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 sau khi cầm hòa được Ả Rập Xê Út. Cùng với những thành công liên tục xuyên suốt ở các giải đấu và mọi cấp độ từ đội tuyển U cho đến đội tuyển quốc gia từ năm 2023 cho đến nay, bóng đá Indonesia giờ đây có thể nghĩ đến giấc mơ vươn tầm châu Á. Nhiều người cho rằng là bóng đá Indonesia lột xác nhờ chính sách nhập tịch. Thực ra thì nhận định này đúng nhưng cũng chưa đủ. Bóng đá Indonesia đã xa sút và không bằng Thái Lan cũng như là Việt Nam, nhưng tất cả đã lột xác kể từ khi liên đoàn bóng đá Indonesia có chủ tịch mới là ông Eric Thohir vào năm 2023. Sinh năm 1970, năm 23 tuổi, ông Eric Thohir đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia California, Mỹ. Ông là doanh nhân, là nhà hoạt động từ thiện và chính trị gia người Indonesia ông đang là bộ trưởng bộ doanh nghiệp nhà nước. Về thể thao, đặc biệt là bóng đá, thì ông cũng từng là chủ sở hữu kiêm chủ tịch của câu lạc bộ Inter Milan. Sau 5 năm điều hành, ông đã thoái vốn vào năm 2018 và DC United. Ông cũng là người đồng sở hữu của hai câu lạc bộ Oxford United của Anh và Persis Solo của Indonesia. Ông cũng từng là chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia. Năm 2019, ông trở thành ủy viên của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC với vị thế này sau khi Indonesia bị chốt quyền đăng cai World Cup 2023 vì lý do chính trị thì với tư cách là tân chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia ông Eric Thohir đã vận động và thuyết phục được FIFA trao quyền đăng cai World Cup U17 2023 ngay sau khi tổ chức thành công và được các tổ chức bóng đá thế giới đánh giá cao. Ông Eric Thohir cho biết là sẽ hợp tác với Singapore để xin đăng cai giải vô địch U20 thế giới vào năm 2025 và giải vô địch bóng đá U17 thế giới 2025 hoặc là 2029. Ngay sau đó, liên đoàn bóng đá Singapore cũng chính thức thông báo là sẽ cùng với Indonesia xin đăng cai cả hai giải trẻ này. Giải thích lý do đăng cai giải trẻ mà lại rút lại ý định đăng cai World Cup 2034. Ông Eric Thohir cho biết, bóng đá Indonesia cần làm lại bóng đá trẻ và chiến lược này bắt đầu từ năm 2018 khi mà Indonesia nộp đơn xin là nước chủ nhà rồi sau đó là được trao quyền đăng cai World Cup U20 vào năm 2021 vào tháng 10 năm 2019. Giải dự kiến tổ chức từ ngày 20 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2021 nhưng sau đó đã phải hoãn đến tháng 5 năm 2023 do đại dịch Covid-19. Indonesia đã chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nâng cấp, sửa chữa 6 sân vận động cho sự kiện này. Do đó, khi bị tước quyền tổ chức U20 World Cup vào năm 2023, đồng thời nước chủ nhà Peru không đáp ứng được tiêu chuẩn của FIFA, thì chủ tịch Eric Tohir đã thuyết phục FIFA là chuyển World Cup U17 2023 từ Peru về Indonesia để tổ chức. Ở tại giải đấu này, đội U-17 Indonesia dù rằng không vượt qua vòng bảng, nhưng các tuyển thủ trẻ Indonesia đã để lại dấu ấn với hai trận hòa trước các đội bóng mạnh là Ecuador và Panama. Không chỉ ngoại giao để đưa hai giải đấu thế giới về quê nhà Indonesia tổ chức, ông Eric Tohier còn tổ chức trận đấu giao hữu trong đợt FIFA Days giữa đội đương kim vô địch thế giới là Argentina với đội tuyển Indonesia. Giải thích về trận đấu tranh lệch này thì ông Eric Thohir cho biết mục đích là mong muốn đội tuyển Indonesia có cơ hội thi đấu với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Kế hoạch của ông Eric Thohir là muốn tổ chức mỗi năm một trận đấu như thế này để thử thách lòng dũng cảm, nâng cao sự tự tin và rũ bỏ đi mặc cảm tự ti chứ không phải là để kiếm điểm ở trên bảng xếp hạng FIFA. Cũng chính từ uy tín cùng với tiềm lực tài chính và trên hết là tầm nhìn, ông Eric Thohir đã khởi động lại và thay đổi hoàn toàn chính sách nhập tịch cầu thủ cả hai trận hòa với Ả Rập Xê Út và Australia, đội hình xuất phát của Indonesia cùng có 9 cầu thủ nhập tịch, với đa số là người Hà Lan có dòng máu của Indonesia từ ba mẹ hoặc là ông bà. Chi tiết người Hà Lan được nhấn mạnh bởi vì Indonesia từng là thuộc địa của Hà Lan từ thế kỷ 17 và đến năm 1945 thì Indonesia mới độc lập. Mà Hà Lan là quốc gia có nền bóng đá nhóm đầu thế giới, đồng thời là một trong những cái nôi đào tạo bóng đá trẻ chất lượng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự khác biệt về cầu thủ nhập tịch của Indonesia so với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á như là Singapore, Philippines hay Việt Nam, đó là các cầu thủ đó phải đang thi đấu ở nước ngoài, đồng thời bắt buộc phải có huyết thống Indonesia. Quy định này cho thấy rằng Liên đoàn bóng đá Indonesia chú ý đến chất lượng của cầu thủ nhập tịch khi mà giải vô địch quốc gia Indonesia chưa hoàn thiện và còn kém xa so với Thái Lích. Cũng chính quy định này mà không có sự tranh chấp về cuộc sống giữa các cầu thủ nội địa và nhập tịch ở giải vô địch quốc gia Indonesia. Từ đây thì các cầu thủ trong nước có điều kiện thi đấu nhiều hơn, thế nhưng bản thân họ phải nỗ lực tối đa nếu như muốn được khoác áo đội tuyển Indonesia. Một sự cạnh tranh khốc liệt mà lại song phẳng. Và những cầu thủ Indonesia được thi đấu ở hai trận gặp Ả Rập Xê Út và Australia là những ai? Là tiền vệ 20 tuổi Marcelino Ferdinand, cao 1m78, đang thi đấu cho câu lạc bộ Oxford United, thi đấu ở Championship của Anh, được định giá là 300.000 euro, tiền vệ 21 tuổi Pratama Ahan thi đấu cho Suwon FC của K-League trị giá 300.000 euro. Trung vệ cao 1m83 Ricky Riho được định giá là 475.000 euro là những Witan Suleiman 21 tuổi trị giá 250.000 euro, vân vân. Đây là những cầu thủ thuộc thế hệ được đầu tư để dự tranh Muôn Cúp U20 năm 2023 và tất cả đều khoác áo đội tuyển quốc gia từ tuổi 18 hoặc muộn lắm là tuổi 19. Cho đến nay thì các cầu thủ này ai cũng đã thi đấu trên 30 lần cho đội tuyển Indonesia. Đây cũng là thế hệ mà huấn luyện viên đội tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yang hiểu rất rõ bởi vì ông bắt đầu ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indonesia từ năm 2020 khi mà ông vừa làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, vừa dẫn dắt các đội U từ 20 cho đến 23. Chỉ sau vài năm, Indonesia đã lột xác hoàn toàn và vươn lên so với bóng đá Việt Nam. Ngày 15 tháng 10 năm 2019 và ngày 7 tháng 6 năm 2021, đội tuyển quốc gia Indonesia còn thua dễ dàng Việt Nam với các tỷ số là 1-3 và 0-4 ở vòng loại World Cup 2022. Thậm chí là tháng 1 năm 2023, Indonesia cũng thua Việt Nam 0-2 ở AFF Cup. Thế nhưng 3 lần gặp nhau gần nhất ở trong năm 2024, Indonesia lại thắng cả 3 trận đó và trong đó thì có một trận ở Asian Cup và hai trận ở vòng loại World Cup 2026. Thế mới thấy rằng nếu như bóng đá Việt Nam không thay đổi ngay thì sẽ bị đối thủ bỏ rất xa. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vào bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.